Nga xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay Thúy Nga đi gặp một dàn trai đẹp quý vị. Trai này là chàng trai thẳng băng luôn của Sài Gòn luôn. Đó, nữ con trai nha. Chàng trai nữ con trai. Trong này là một dàn trai đẹp. Mỹ đó chưa em? Dạ chưa. Mỹ hả? Mỹ đó à. Anh Mỹ đó xin chào. Dạ. Hai cân. Dạ mấy em. Chúng ta đang làm gì đây vậy? Dạ em đang bận vô canh nè. À đang đi làm chuẩn bị cắt cơm từ thiện phải không? Đây mọi người ơi, hôm nay nói gì nói, hôm nay em vô gặp dàn trai là phụ thôi. Cái chính là tụi em sẽ đi phát đồ ăn cho bên bệnh viện lần một phải không chị? 100 phòng đồ ăn chay hả chị? 300 hả? 300 phòng đồ ăn chay. Đây là canh với bà con. Ở trong bếp ta nấu gì cho con có Hà không? Thôi dạ không, Hà nó có lợi. Hà nó lại hả? Hà gì hả? Đây cả nhà ơi, đây là những phần cơm. Cơm chay với quý vị 300 phần. Thì đồ mặn là mình nấu chưa con? Dạ. Chị bếp hả? Chút xíu mình vô đồ mặn đi để mình coi chủ cả rồi. Chủ cả giờ này chưa xuất hiện. Tiền mới nói linh quá. Phải nhắc tiền nhắc bạc thì xuất hiện. Trời ơi, em vừa nhắc chủ cả cái bụt xuất hiện liền. Rồi sao bao năm ca xa nghe ca ta xa các tiếng Nga vẫn đẹp như xưa ha. Trời ơi. Đây là Nguyễn Thế Mỹ nha quý vị, là bạn tôi chứ không phải là thầy tu nha. Bạn tôi nhưng mà tại vì bạn tôi giờ thích ăn chay niệm Phật với lại thích cạo đầu rồi vậy á. Nhưng mà cái cốt này cũng tương lai cũng vô chùa lẹ lắm nè. Mà biết năm bao nhiêu. Năm nào vô thôi nhưng mà tôi thấy cũng sắp sắp rồi đó. À đúng rồi đó. Nè, hôm nay tôi đến tôi review quán nè. Đúng nhưng rồi, mà thấy có anh có nấu đồ chay nè. Thì này cái... là dưa chua chay cho đúng không? Dưa chua chay, dưa chay để cho vô cơm. Ừ. Ủa, có cái cơm cháy này luôn hả? Đây là cơm gừng hai ai kia này đi. Trời ơi, cô ông có lượng anh sang. Trời ơi, giờ này đâu có bạn mở cái gì? Rồi có chồng chưa? Lộn, có bạn chưa em lộn hoài nè. Trời ơi, em làm sao mà có chồng được chị sao ơi. Sao cái giếm nặng vậy? Giếm em qua mặt chị luôn hả? Bởi vậy em nói hả, người ta là sau này sau khi chiếu rồi đó, em là cứ ngơm vô quả tả cái đô rồi hả? Không, chị có rồi sao cũng giếm vô chị em. Sao em làm ngơ rồi? Không phải, sao em cô đơn? Sao cô đơn với lại cùng sao với em rồi? Trời ơi, mấy cái giếm mà có cốt tù đó, có tâm linh chút xíu đó là nó nặng lắm, không ai dám đến hết. Thấy không, đô con bạn mở trắng trẻo gì mà cũng ở không nè. Có ai Mỹ có chịu nó không? Giới thiệu trước nó qua cho tội nghiệp nó lắm, nó than trên Facebook mà thấy thương luôn. Còn Mỹ thì than âm thầm phía sau, còn trên Facebook là vẫn hình Phật. Hiện tại đang làm chuẩn bị hàng 300 phần cơm chay. 300 phần cơm chay để trao tặng cho bệnh nhân ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây, nghe đồ sáng nay đi phớt phát đồ chay phải lọc đọc đi dép phải không? Ừ. Bây giờ mình vô trong này mình coi đồ mặn của mọi người nấu gì nè. Đây đồ cá. Anh Mỹ ơi. Ê đó em review xong hết rồi. Bây giờ là đồ chay đây là đậu. Chay đậu hũ nè. Đậu hũ kho chay mọi người. Cái này là những cái món để chuẩn bị làm những ăn chay thôi. Có sữa rồi, cho sữa nó nha. Cho sữa nữa không? À. Đi vô tới cái bếp nè. Cái quán mình mở lâu chưa Mỹ? Mở được năm rưỡi giờ tới 5 tháng. Vậy hả? Nghe nghe đồn đâu khách không phải không? Cũng lai rai thôi. Nhưng mà nghe đồn là bánh xèo đây ngon phải không? Bánh xèo ngon xuất sắc, nhưng mà tại bánh xèo làm rất là công phu cho nên chỉ làm ngày thứ hai. Hôm nay đến thứ ba là không có đó hả? Ngày thứ tư. Tội nghiệp tôi nặng vậy. Đó là cái bếp của nhà đó. Chào cả nhà. Thôi chào chị. Hôm nay có chơi gì mà nấu món gì vậy? À này là nấu đồ hũ kho để mà lát nữa cho đồ chay phải không? Nhà ba phần đồ chay. Ngoài đồ hũ với lại dưa canh với cái gì nữa? Dưa chua. Món canh với kho với lại dưa chua. Dưa chua. Dạ, với lại sữa xíu này phải không? Bánh nữa. Bánh nữa hả? Đó mọi người ơi, đây là tụi em đến đây để mà review quán thì ít, nhưng mà lát nữa tụi em sẽ đi phát đồ thiện nguyện ở tại bệnh viện Nhi Đồng. Chỗ cái cảm giác này lâu quá không được đi, nhớ dễ sợ luôn á. Đó, cái này là cái môi món ăn là chính bếp trưởng nhà trai làm luôn nha. Nó chị Thúy đó bếp trưởng. À, chị Thúy là bếp trưởng hả? Cô còn nghe nha, có mới thấy cô biết nghe nè, mới thấy điều yêu với bấm chung nè. Ủa vậy hả? Anh đợi cho anh lên tắm à, bữa tắm à.
trời ơi, ta nói về đây chay mặn lỏng lộn hết trơn luôn. Ta nói cái gì cũng ăn được hết trơn. Đây là bếp phụ hả chị? Chị tên gì? Tên Hồng. Con Hồng. Chị Hồng, chị Hồng là chuyên gia ngồi cắt ốm với cắt rau phải không? Còn chị Thúy là chuyên làm gì? Kho nấu. Kho nấu hả chị? Bên đây em bên đây qua bên bữa nấu. Bây giờ món gì ngon nhất cho tôi ăn trước nè. Lát lên nhà tôi coi cái menu sẽ là cho mặt. Có cái bánh xèo là không có cho tôi phải không? Xèo đi qua. Bà biết bữa là bà thấy này nè. Món gì chua rất là ngon nha. Đó, ăn thử đi. Ngon lắm luôn á. Nhìn là biết ngon rồi. Giờ ngoài đó món có món gì ngon này để mình lên mình lấy cái này món từ thiện, còn mình ăn khá rất là nhiều món. Anh Sang ơi, đi Sang ơi, Sang đó, Sang ơi, đi chung thiên cho nó Sang nè. Cái quán đường dễ cầu thang mọi người, cái bằng khen quá. Cũng bằng khen gì vậy? Bằng khen của quán thì của hội hôm qua. Trời ơi, của hội khách quan được bằng khen quá trời mọi người ơi. Đó. Nói 80 ngàn cũng bằng khen. Thật sự ra là để gì là chỉ là ít thôi đó, cho bớt rồi đó. Mỗi lần bảo cho kia ai lấy không, mỗi lần đi từ thiện về thì bạn là muốn cho thì cho các bạn tại nhiều người ta thích đó, thế mình cho lại chứ còn nếu mà để là chắc cũng không đủ chỗ để. Sao mình cũng làm nguyên cái phòng một trang trí những bằng khen thôi đó, cũng ấn tượng lắm chứ bộ. Mà vì theo cái hình của anh Mỹ đây nè, nhưng mà khác nơi người ta vẫn sợ quá. Cái phong thủy nó bị, nó bị khách sợ quá trời. Nói chung là sáng còn nhỏ nhẹ, tối nay nhẹ. Đó, bà Hà đây, Hà Hồ đâu rồi? Hà Hồ, chị biết chưa, Hà Hồ đâu biết. Đây là mọi người, trời ơi, quán trang trí dễ thương. Cái này ai trang trí gì Mỹ? Trang Mỹ thôi nhớ. Nè, cái bức tranh này là do trưởng ban nghi lễ tặng nè. Các tên là Mỹ Hương Trai nè, thấy không? Mỹ Hương Trai là trai không đó, phải không? Ừ. Đó, tôi nói mà. Làm sơ sơ cho. Còn cái bức tranh này do ngài pháp chủ và Thích Trí Quảng tặng. Nó mỗi một bức tranh hay là một cái là có người tặng đó, có người tặng đó, hay là những cái hình thật được vẽ mà rất là đẹp nha. Thực sự là ngay tới giấc này là mọi người biết sao vắng không, tại em tới sớm quá lắm. Sáng nay em đã đi chợ sớm rồi, bây giờ em lên đây sớm quá nên là giấc này chưa khách, không khoảng 11 giờ khách sẽ từ vô cửa không. Cái hình rất là đẹp, nhưng mọi người đánh đèn đánh hơn rồi. Ủa? Thấy nó mình hai cụm kinh là cụm chỗ nào? Cụm này luôn hả? Mỗi lần cụm kinh là về bàn nhìn đế luôn. Hồi lúc mùa dịch ở đây giống như cái chùa vậy. Còn lúc mùa dịch nha là các chùa không cho Phật tử vô. Nhưng mà quán mình để này tụng kinh cũng như như các bạn tụng kinh. Cũng đến từ mặt ở dưới thì làm cái chùa đâu. Này cũng có làm tiêm chích mũi đó. Mọi người nhìn cái bức tượng này rất là hảo và đẹp không? Đây là bức tượng thờ lại chánh điện của chùa Ấn Quang. Có gì hả? Ừ. Là được thầy cho hả? Thầy cho em gì ở đây? Trời ơi, sao mà có phước dữ vậy trời? À, bức tượng này là ngài Dược Sư. Ừ, đúng rồi, Phật Dược Sư. À, bức tượng này là ngài Dược Sư thờ ở lại chánh điện của chùa Ấn Quang, biết bao nhiêu vị cao tăng hạt đức chú gì vào đây. Nhưng mà tại lúc mùa dịch á, thầy chắc là một cái đẹp gì đây để thầy có thấy quà thầy được quay cho chị đi luôn, thầy thấy đẹp có thể cho luôn. Rồi sướng rồi chờ chị chắc hơn nên mở một cái nhà hàng chay để một cái chùa nào đó, thầy cũng nói là thôi để cho cái ngay gỡ một bức tượng ở đây rồi xong rồi được ăn vị đi luôn, rất đẹp mọi người, đẹp lắm luôn á. Toàn bộ là cái quán mình cũng nhiều như các bạn là toàn bộ các bạn tặng hết từ những bức tranh được tặng hết đủ đúng tiền. Nhưng mà trong này là có ai, có Mỹ với ai làm chung ta? Mỹ với Ngân. Mỹ với chị Hà Hồ lại biết. Mà Hà Hồ là có chung không? Có. Sang có cổ phần không? Không. Sang có cái tủ xíu rồi kêu chửi lát xuống ra. Ai vậy đó hả? Trời ơi, tao nói hả? Tụi em là đi theo bên Phật giáo, nhưng mà cuối cùng cũng làm những về cái gì đó, nó về văn hóa Phật giáo. Vì có người thì bán đồ ấn phẩm Phật giáo, bên giáo Mỹ thì là sau khi thả cá phóng sanh xong thì quyết định về làm cái quán lẩu cá, cái bộ lộn quán lẩu chay. Quán lẩu chay đây ngon lắm, quý vị đáp nhà mình. Cái lẩu chay đây rất là ngon nha. Còn đây cô Sang thì cổ chắc cô bán kem dưỡng da, cô đắng quá, còn bán kem không? Dạ còn gì? Cũng còn hả?
người ta tu hành, người ta cũng là cái cốt tu hành, nhưng mà người ta thích bán kem rồi làm cái trắng da, bán chuỗi bán kem, bán chuỗi bán kem rồi luôn. Người tư vấn kêu đi bán không, nhưng mà không ai mua hết trơn. Không ai mua hết trơn hả? Ủa rồi giờ này không làm cô giáo về mấy cấp nữa hả? Đâu có, em bắt đầu giờ quay lại em làm lớp lại rồi đó. Ừ, làm đi, cái nghề đó nghề ổn định nhất của mình, làm đúng rồi, giáo bây giờ em đang cộng tác với một bạn nữa làm một cái lớp. Ừ, làm cá nhân đi. Dạ. Ừ, xong rồi đè mặt chị ra mấy cấp, chị quảng cáo cho. Ừ, đó. Làm cái đẹp nha, làm không đẹp là quảng cáo thì biết ai là biết mặt. Ủa, bên này là sao? Không có rồi, nghe tao bé đó. Rồi. Thôi, chúng ta đã dạo 10 tầng lầu của quán Mỹ Hương Trai rồi, Thúy Nga đã đói bụng. Thúy Nga xin xuống ăn một chút gì đó lót dạ và chúng ta sẽ đi làm công việc thiện nguyện nha. Đi làm thiện nguyện đi cho bớt nghiệp. Đó là lát Mỹ sẽ giới thiệu sơ sơ nói sơ sơ thế nào là Mỹ Hương Trai để gì cho mọi người hiểu nha. Ủa, Mỹ Hương Trai là gì, là cái dạng trai này ở Mỹ hả? Để lát xuống thôi cho nghe. Trời ơi, nghe cái gì Mỹ Hương Trai là cái trai thẳng không luôn á. Mà có nghe mùi hương rồi đó. Ờ, có nghe mùi hương đó. Ủa cô, này là mình thuê mặt bằng đi hay là được giống như đâu, được sự gọi là hỗ trợ của Quynh Mỹ. À, Quynh Mỹ này dạ, là có cái mặt bằng để ngồi đây bán để này mình để chuỗi mình bán. Em thì cũng ít có thường ở đây lắm, nhưng mà có nhân viên bán, với lại cái bạn đi tư vấn. Không, cái bạn ở đây nè, cái bạn nhân viên ở đây tư vấn dẫn rồi cái bạn bán luôn. Vậy là chứng tỏ em đâu có nghèo đâu. Trời ơi. Thôi, bán xong chuỗi nè. Rồi làm make up nè, rồi bán kem body nè. Em không thể nào mà cô đơn mà nghèo được. Em nghèo tình duyên. À, em nghèo tình duyên. Mọi người ơi, nếu ai xem clip này mà cũng đang ế như là Sang đó thì hãy chọn Sang làm bạn. Tại Sang rất là dễ thương nha mọi người. Và nếu mà Việt Kiều nào mà thích Sang thì anh nào cũng đưa Sang qua cũng được. Tại vì Sang rất là dễ thương. Sống bên cạnh là chỉ có tụng kinh với chú nguyện đó nha, với giảng Phật Pháp. Giảng Phật Pháp hay lắm nha. Các bạn có muốn mua chuỗi đẹp thì các bạn cứ các bạn bút Nguyễn Hoàng Sang, chuỗi đạo Pháp Viên nha mọi người. Đây, Nguyễn Hoàng Sang đàng hoàng. Đây, sau khi em đã review hết rồi, bây giờ là bắt đầu đến giờ em ăn nha mọi người. Bây giờ mọi người ra tư vấn cho em ăn cái gì đi nha. Cái thật sự đó. Đây là công tác thiện nguyện. Ủa, cái này có tôi nè. Đó, trời ơi, vậy gì mà thiếu chị được. Chị nghèo quá hả? Nè, cái hình bên kia mới nãy cũng có tôi được phải không? Đi Long, đi Long An nè, đi giao cầu nè nghe. Cũng nhiều hình tôi dữ vậy trời. Vậy vậy. Còn đâu nữa? Mấy cái hình mà tụi mình làm người mẫu thời trang đâu, không có treo đây hả? À, để chưa cái này đặt tủ. Đây là công tác thiện nguyện của Mỹ Hương Trai. Và bây giờ Mỹ Hương Trai ngồi xuống đây đi, chúng ta sẽ ăn uống và giải thích tại sao có chị Mỹ Hương Trai. Của Mỹ Hương Trai nữa. Cái quán này có ba cổ phần Mỹ, của Mỹ với của Mỹ Nhỏ Hương với một Hương Trai này có một cái gì. Đó, vậy cái menu của nhà hàng trai Mỹ Hương Trai đơn giản thôi, không có hình nhiều. Thì đây là những cái món best seller của quán. Chứ thật ra thì tùy theo khẩu vị mỗi người cũng nhiều món lạ, gần gũi. Thì đây chả giò, chả giò trái cây. Chả giò trái cây hả? Ừ, chả giò trái cây. Nhẹ nhẹ đi. Gỏi. Gỏi. Gỏi thì có rất là nhiều gỏi, gỏi lá sen, gỏi nấm, gỏi dừa, gỏi ngũ sắc. Đó. Chả giò thì chả giò trái cây, chả giò Mỹ Hương. Nè có bún nè, ăn bún thì chả nhẹ nhàng đi không? Nhẹ thôi hả? Ăn bún thôi, để mình đi làm tới giờ mà, đi phát đồ ăn tới giờ mà. Bún có bún gì ngon mọi người? Đây là bún riêu, là gọi là nếu không nói là còn có một ngon nha, có một con hai nha. Vậy hả, chị cho tôi bún riêu đi. Bún riêu. Có nhiều riêu và nhiều cua, nhiều ốc. À, tôi đặc biệt. Lấy cho chị một phần giả dò trái cây nha. Đâu biết đâu. Mấy món rồi à, thương ăn bún riêu hả sư? Con ăn bún riêu giống cô. Gỏi không? Gỏi ngũ sắc cũng ngon. Mình lấy nhiều vậy. Cái chả giò, cái gỏi. Cái chả giò, cái gỏi. Cái nhà cơ. Cho gọi củ sắc nè, cơm chiên Mỹ Hương Trai nè, cái cơm chiên mới nãy đúng không? Cháy thôi. Trời, cũng mê ăn cơm nhiều lắm luôn, mà dạo này nên ăn bớt cơm này nha. Rồi. Giá bắt đầu thử cái món ăn của bán của Mỹ mọi người. Nước này nước gì vậy? Đây gì đó, tới trên thầy đi, là nước xăm, cái nước củ sen, đi hàng làm luôn đó. Đấy, cái này ở nhà hàng làm luôn, quán làm luôn đó. Nhà giờ này cái dừa thăng long còn cái không? Đang hết mùa. Vậy
đang xong này mới ẩm gì là đang xong này. Cái nhà mà có mùa lại đó nghe về mà nghe review cái phường Thăng Long là nghĩ là mê luôn mọi người. Anh làm tối mà giờ đang bắt đèn buổi tối này đèn tối sáng. Ồ, mấy người cái rẫy chỗ đẹp muốn xỉu mà. Ờ, các bạn ở xa rất lắm á. Mấy người bạn đẹp mát á, đồ thấy đẹp mỗi lần tới là đẹp. Cái này là nước chấm chua để mình ăn với món gỏi. Dạ, cái này mình đến quán nào cũng chỗ nước chấm là nhiều quá ha. Dạ, cái này là để mình chấm chả giò. Còn đây là nước mắm mặn. Cái này là mình mở quán này sau dịch hay trước dịch ta? Như là trước dịch là có không? Mở 2 tháng dịch đến 5 tháng mới thường chưa? Là đợt cái địa điểm nè là để phát từ thiện đó. Luôn đó. Đợt đó ngang ở Mỹ gửi tiền về đúng cho Mỹ làm đó. Phần đó, 6-7 ngàn phần đó. À, đó, chỗ đợt có làm nhiều luôn á. Nhiều lắm nữa là 1-2 ngàn luôn đó. Nhà gửi tiền như chung cái nhà quán Mỹ là mở 2 tháng dịch 5 tháng mà giống như hồi xưa đẩy vậy. Mở cái quán thì là dịch để cứu dịch á, chứ chùa đâu có tiếp. Lúc căng dịch căng thẳng là các chùa đâu có tiếp nhận vậy đâu. Ở đây nè, tiếp nhận rau củ các tỉnh em về. Vậy hả? Mà phân phát bởi giờ thường trong nhà quán. Xong lại phân phát đi. Ừ, phân phát đi. Vậy hả? Hay ha. Bởi vậy. Lúc đó là cái quán, cái quán. Đôi lúc mình tưởng là mình mở là mình thất bại, mình mở sắp xếp luôn nó thẳng là sắp xếp luôn đó. Thì lúc mà mở ra là 2 tháng dịch 5 tháng thì chỗ này vừa phát cơm mình cho các khu cách ly chứ đâu ai nấu mình cái bé này bé phải nấu giờ này nhóm còn đi cùng kinh không giờ cũng ở chùa là chứ tại dũng hết dịch rồi đó cho nên thôi tới chùa rồi nên là không có nó tới nhà này nhà kia không có ai nhà ai muốn ăn vị phật hay muốn cầu an cầu tiêu vậy đó vẫn làm cái thường nhiều, nhiều thiện nguyện quá vậy phật sự liên tục phật sự liên tục luôn mặc dù để tóc để tay ở đồ chứ mà đi tụng kinh mà còn hơn chạy xô của cái thầy luôn. Trong lúc chờ ăn thì đây là bỏ sữa thì bánh hơn không con? Dạ đúng rồi. Sữa với bánh nè. Đây là Mỹ Hương trai là vô đây là trai không nhú quý vị. Hiếm con gái lắm ngoài tôi. Mà đôi lúc tôi cũng là con trai luôn rồi đó. Ủa, tại sao có quán này tên là Mỹ Hương trai vậy? Cái quán này Mỹ Hương trai có nghĩa là lúc đầu là mấy anh em ở trong hội đa số là ăn trai nhiều. Đi vô đi con. Đa số rồi. Ăn chay nhiều như là mở cái quán ra để cho mọi người có dịp để ăn chay với là ăn cây trường đó. Đúng, cây trường mười mấy năm rồi. Củ sắc. Còn đây là gọi củ sắc. Đây là chả giò trái cây. Gọi củ sắc còn có năm loại năm màu đó. Còn đây là con chi miếng chay. Miếng chay. Con chi lên mọi người. Ủa rồi cái Mỹ Hương trai thì sao kêu dễ thích hết? À, Mỹ Hương trai có nghĩa là thật ra cái tên quán á, là khi mà lúc mà đặt á, mọi người anh em suy nghĩ rất là nhiều. Là muốn bọt, là tịnh, rồi cái bữa đó là Mỹ gặp thầy Đức và Đức Quảng Trơn. Rồi thì hiện tại bây giờ là trưởng ban y tế thành phố. Quý vị trong ban từ thiện cho Hồng Chánh Minh. Thì thầy đã đạo hội thầy gọi ý cho con cái tên là Mỹ Hương trai. À, quý vị thầy nói là Mỹ Hương trai, tôi có gì bỏ thấy đó. Nam mô Mỹ Hương trai Bồ Tát. À Mỹ Hương trai Bồ Tát. À, Nam mô Mỹ Hương trai Bồ Tát là một vị Bồ Tát khi mà như mình dâng những cơm cúng ăn cho Phật Bồ Tát những vị linh này nọ đó. Có trong đó có tên là Nam mô Mỹ Hương trai Bồ Tát. Thầy đó là Mỹ cũng là tên của mình luôn. À, Mỹ Hương trai Mỹ có nghĩa là đẹp. Là hoàng Mỹ rồi đó. Hương là hương thơm. Trai là thanh tịnh chứ không phải là trai gái nha. Cũng như là cúng dường trai tăng. Họ trai đó chứ không phải là trai gái cho nên những người hiểu đạo người ta nhìn vô người ta biết trai đó là trai tịnh thanh tịnh và Mỹ Hương trai có nghĩa là một cái bữa cơm mà thơm ngon và thanh tịnh. Lúc đầu tôi có nghe Mỹ Hương trai tôi tưởng là vô đây làm cái dàn trai đẹp ở Mỹ về đó nên là vậy đó cho nên những người ta không hiểu đạo thì nó là cái tên cái như trần tục của những Hương trai. Nhưng mà thật ra làm cơm là vì Bồ Tát đó quý vị. Thực sự ra là nghe giỡn thôi chứ thực sự nghe cũng tụng kinh nhiều ra cũng biết cái kênh này là một cái tên của một danh hiệu Bồ Tát. Mà đôi lúc cũng thích chọc ghẹo được cái nó câu view một chút xíu đó. Nhưng mà thật ra mình hiểu. Thôi chúng ta ăn mặn đi các bạn. Anh chưa ăn luôn. Ăn luôn. Cơm chưa? Dạ. Ăn luôn rồi ăn luôn. Ăn luôn đi cơm. Đúng không? Mà bán Mỹ Hương trai vô đây là trai không quý vị. Không được miếng nhái nào
đàn cũng là diễn viên MC rồi cũng hot đó nha. Ủa, em là diễn viên MC hả? Vâng. Diễn viên tàng hình chị ơi. Là em tên gì? Em tên Thuận. Phụng hả? Sorry em, chắc tụi em sau này trẻ trẻ nhiều đó chị, cũng có rành lắm. Trời cũng già rồi đó chị. Vậy là em già rồi đó hả? Dạ. Già là năm nay. Có tuổi mà không có tên. Nhưng mà em làm MC cho bên nào? Em làm cho bên chính đó chị. Cho bên chính là em làm về mảng gì? Đọc tin biên tập viên, đúng rồi. Biên tập viên hả? Ủa là biên tập viên, là vừa biên tập viên mà vừa làm MC luôn. Vừa biên tập viên vừa dựng bản tin thời sự. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ chị muốn mở một kênh YouTube mà nói về thời sự á. Mời tụi em về đọc cũng được đó ha. Rồi hết dung. Cái kênh thời sự á, thì nhiều người, có một cái số fan họ coi cũng dữ lắm nha. Bây giờ có nhiều kênh YouTube mà nói về mấy cái kênh thời sự á, tao cũng coi được. Trời, nếu đi em là thế ấy hả? Chị làm về thời sự là những cái chuyện vấn đề xã hội hả chị? Hay là... thì chị thấy là người ta làm về những vấn đề xã hội thì nó chơi thôi, chứ chị mà đứng đọc kênh tao cười chết em ơi. Chị mà ngồi chị bàn tin á, chị bàn đề thì còn vui vui, chị bàn chị đọc tin chắc người ta cười bệnh luôn á. Cơm đi nè. Thầy cái món này là món này là cơm chiên Mỹ Hương Trai. Yeah. Rồi cũng có chả, rồi nấm, rồi cái này gọi là rong biển, có miếng mưa hơi vị cà ri. Đó, best seller của mình vậy. Nè, chân Mỹ nè. Còn cái này là chả giò trái cây, cho nên phải loại trái cây trong đó, chấm với sốt này rồi nè. Em ăn thêm cái gì nữa order, tại vì chị kêu có chút xíu nè. Đây là gỏi gỏi ngũ sắc, còn có 5 năm loại nè. Có gọi là bông điện. Em ơi, em cho chị thêm cái chén nữa đi cưng. Bông sen, có sen nè. Rau nhút nè, rau muống nè. Hôm nay cũng có duyên là Thúy Nga cũng thân với anh lâu rồi. Thì mấy năm dịch rồi nên mới về lại đó. Em làm MC là cũng mười mấy năm rồi chị. Vậy làm MC rồi làm đào tạo. Chị có lỗi với em quá, mấy năm chị cũng biết em. Trời, chị biết Mỹ thêm mà. Nói đi, Mỹ là đủ rồi. Ôi, mình ơi, hồi mình ơi, là chúng thì cũng giàu sung sướng đúng không? Nghe như mình ơi, nghe tưởng vợ chồng với nhau cũng có nha. Tụi em là bạn của nhau. Em còn biết chị là đạt giải hoa hậu nữa mà. Hả? Bỏ đi, rồi. Bỏ cái chữ hoa hậu đi nha. Là em làm cho bên sen vàng mà có dụng xây hoa hậu Miss Grand đúng không? Miss Grand, chị hôn thử Miss Grand. I am Miss Grand Thúy Nga đồ trai. Chị Thúy Nga Mỹ Hương trai. Thúy Nga Mỹ Hương học Thúy Nga là không có Mỹ Hương trai, là Mỹ Hương trai là không có Mỹ Hương trai, thì cũng có vô chứ là cũng ta được. Miss Grand Mỹ Hương trai. Thôi ăn đi mọi người ơi. Rồi. Mời cả nhà. Em có lọc ăn nghe, vừa bước vô là thấy chị là có ăn liền thấy không? Quá may mắn luôn, vừa gặp được idol mà còn vừa được mời ăn một buổi trưa hoành tráng nữa. Mình ăn đi cho nó có sức. Thì là hôm nay em nghĩ là đến đây để em ngủ quá không? Ngủ bình anh Mỹ thôi, chứ không biết sao mà. Không, đúng là tới kia, bữa giờ đâu có làm chung được đâu. Ừ? Rồi bữa giờ đâu có làm chung, đâu có lẫn năm tới này, mình lẫn mới gặp em nữa không? Ừ. Đúng rồi. Em là cái gì Thuận đó? Lâm Trí Thuận. Lâm Trí Thuận hả? Vâng. Lâm Trí Thuận là MC, là biên tập viên cho đài và dạ. Làm cho bên sen vàng quý vị. Dạ. Hồi xưa thì tụi hay dẫn hồi xưa em. Em hỏi chị Dung bên sen vàng dạ. Thì đi qua hậu được không? Chị muốn thi qua hậu chắc chắn là nếu mà có cuộc thi thì sẽ là chị nên tổ chức cuộc thi phim ngắn đi. Chị Dung nên đào tạo mẫu hậu. Ờ, cuộc thi mẫu hậu cũng được đó. Ừ. Qua hậu người nè. Nhân quý bà, nhân dân thành đạt. Sẵn nhắn chị Dung ơi, chị Dung hãy tổ chức một cuộc thi mẫu hậu phim ngắn đi. Chị Nga mà đăng ký thì không ai dám làm chứng nổi chứ. Những người mà có chiều cao ít nhất mà body đẹp nhất đó. Chị Nga quá trời luôn. Sao bao năm mà body vẫn như xưa ha. Vẫn như xưa phải không? Trời ơi. Cái đó là thực tế rồi. Bên em mới không có dám chờ đoán gì nè. Trời ơi. Mập lắm luôn quá vậy. Nên tao là giảm cân không ạ? Về đây nó thở cái nó cũng lên cân nữa. Và những người dùng nước mặt ngày luôn á. Đó có bày hả sao mà gọn. Giận với sợ. Tự nhiên đang chơi muốn sân si luôn vậy trời. Vậy ăn chứ giờ vô tường đi. Ăn là về giảm cân chứ sao.
Ủa này là bún riêu hả? Bún riêu, bún riêu là có gì cái này sang đi em. Đừng hấp dẫn quá ha chị ha. Bún riêu có mỏng ngon lắm, bún riêu là nếu không dẫn phải nó như thế này ngon lắm. Tại mình ăn lung tung á, một tô này sang hai người ăn đi. Coi như canh đi, ai ăn được bút vô. Ừ, ai ăn bút vô ăn đi, chị đi cho nó lẹ. Cơm rất là ngon nha mọi người. Cơm chiên ngon, nó là giòn ăn đi Thuận. Cơm này bị cà ri. Cà ri mình rất trẻ ăn nha, nhưng mà bao nhiêu họ phải đến sợ cái mùi nó ăn không được luôn á, sợ luôn á. Ủa chị nghe đi ấn rồi phải không? Chưa nha. Ủa chưa đây về Đất Phật đó hả? Mấy ngày mời đi mấy lần luôn mà không có duyên đi, chắc là chị quen con nhà Phật hay sao em? Mời 8-9 bạn mà chị bị bận xô hoài à? Con bà Nam Môn. Con bà Nam Môn. Con Ma Dương. Con của Ma Dương cái gì đó đâu á? Mời đi Ấn Độ mấy lần mà đi 7-10 ngày luôn mà không đi được. Thì rồi mấy mới đi về 5 ngày. Ok lắm. Đi trong ngày á. Trong ngày. Là đi máy bay thẳng. Dính đồ đi máy bay thẳng để đi về. Đúng. Có nhiều lúc đi máy bay là phải quá cảnh. Một ngày dính đồ quá cảnh. Tại vì cái đoàn này đi là theo nguyên với máy bay đi luôn. Lên máy bay tụng kinh là biết ở nào rồi đó. Rồi cái clip của Mỹ á, bữa lên bữa làm TikTok là hot luôn, lên trend luôn. Đến rồi cái thằng cái đài gì nó copy lại cái clip ở đây nó qua cái kênh của nó luôn. Trên máy bay ngồi là ngồi tụng kinh đúng không ạ? Chứ mình theo nguyên cái fan xe đòi đó. À, ủa nhưng mà cái đó là của bên Mỹ làm hay là ai làm? Bên là bên Mỹ, bên thầy Minh Phú. Vậy hả? Là thuê nguyên chiếc máy bay đi luôn. Nguyên chiếc máy bay luôn của xe xe. Mỹ là thuê đi lại á. Ừ, tình hấp vậy đám sao thầy cầm cái của thầy nguyên chiếc máy bay không nè. Ừ. Mày cũng bừng luôn. Ừ, vui. Mày cảnh cái hồng lum. Rồi bây giờ món thứ hai là được cái chả giò nha. Đây chả giò Mỹ Hương Trai sẽ chấm với cái sốt Madonna đặc tiếng Anh hơi dở. Đây mình cuốn đi chả giò này là ở trong là vị gì trái cây đó. Trái cây, trái cây thì gồm có vị trắng, đây có là đây là tầm tầm đủ luôn, có chuối đúng không, mít chuối mít bắp ngon. Chấm thêm cái nước sốt này nữa nè. Lạ lạ. Ăn này nó cũng gọn người đúng không? Gọn sáo, trời ơi. Giờ tôi thấy gì chiên chiên nhiều sợ quá. Chiên đây à. Về mới có mấy ngày à. Sắp hết Việt Nam. Ăn sắp hết rồi. Chả giò này ngon lắm nha. Chả giò cái cây này ăn ngon. Lạ gì? Không, thật kia người ta tới Mỹ Hương Trai, người ta sẽ nhớ tới chả giò trái cây Mỹ Hương Trai. Giờ để em ăn thử nước gỏi chút nha. Gỏi gì không có sợ mập. Không chị, bây giờ là uống nước gì cũng lên cân nữa em. Ủa sao mọi người không ăn đi mà nhìn ngắm vô ăn không nhìn gì? Nhìn thì ăn là thấy con. Ủa sao ăn đẹp lắm hả? Nhìn chắc là thấy to luôn rồi đó. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Em mới ăn bún bò giò heo Huế đúng không? Hay quá gì chứ. Trời. Nhìn cái gương mặt là thấy rồi, biết liền. Nhìn cái mặt da bớt, biết mới cào thịt giò xong rồi. Nhìn là tôi biết mới ăn thịt giò xong rồi. Ngon nha mọi người. Ngon. Ngon, ăn uống gì cho nó heo tì. Giờ người ta ăn chay nhiều lắm. Ừ, chay nó nhẹ nhàng. Rồi bây giờ là Nga thưởng thức tới cái món bún riêu nha mọi người. Bún riêu nhìn có vẻ rất là ngon nha. Ngon lắm rồi mọi người. Bún riêu là ngon lắm, nhiều quá. Có mắm ruốc rồi nêm vô không? Mắm ruốc, mắm ruốc chay. Mắm ốc là mắm tôm chứ, mắm tôm chay. Có hết luôn nha, bây giờ cái gì cũng có hết trơn á. Ngon, chuẩn bị xuất sắc nha. Nước luôn là hơi nước ngọt lắm. Thuận ơi, em ăn đi em. Em là sức đàn ông em ăn này đi. Đó. Chị đang muốn giảm ăn nên là chị phải ăn chút thôi. Nhưng mà rất là ngon nha. Ngon lắm luôn mọi người.
có cái nấm gì đây nè? Nấm bào ngư. Ờ, có nấm bào ngư nữa. Nấm bào ngư là phải chiên sơ trước. Nấm kim châm, nó mà nghe nấm nói nấm kim châm, nấm bào ngư. Chân nấm nữa. Phải có nhiều loại nấm. Cái này là nó, cái đó là nấm kim châm này, cái này là nấm kim châm đây. Ừ. Chai nhà có nấm, đậu hũ. Ngoài cái bún riêu qua quán còn có như là bún bún quế nè, rồi em ơi cho cái khăn quên cho mấy khăn mấy cái quên hủ tiếu. Ở quán này rất là nhiều món nha quý vị, nếu ai ủng hộ thì đến Mỹ Hương Trai số mấy ta? 96 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10. Mọi người đi chùa Giác Ngộ là tới thôi, cắt chùa Giác Ngộ không căng à. Mới đêm qua mang quán Phi Nhung đối diện nhìn thấy Mỹ Hương Trai mấy chiếc cha bạn em bên này xem chưa qua. Nếu bạn nào cũng biết quán Phi Nhung cũng được, và đối diện Phi Nhung là mình không, mình nói vậy cho người ta dễ biết phải không, đối rồi. Diện quán Phi Nhung á là sẽ có một quán chay nữa là của Mỹ Hương Trai. Đúng rồi, Phi Nhung thì nhưng mà hai quán chay là mỗi nhà hàng có một cái vị chay khác nhau, cái gì đều ngon, nhà hàng nào cũng có cái vị chay ngon riêng. Đúng rồi, đó là quận 5, bên đây quận 10. Ủa kì vậy, còn một đường nhưng mà tiếng đường mà đó là quận 5, tiếng đường đây quận 10. Ừ, chị hả? Cái này là đâu quận 10. Đúng rồi, quận 10. Trời ơi. Trời ơi, quận 10 luôn nè, phải không? Ừ, chứ quận 10 rồi. Nếu gì mặt bằng cái này sẽ rẻ hơn mặt bằng quận 5 đó. Rồi, quận 10 hot mà. Mùa dịch đây, cũng nhờ mùa dịch là mà nghỉ biết hết quận 10. Từ quận 1 tới quận 15. Mỗi một buổi sáng mùa dịch nha, trong suốt một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi từ phường 1 tới phường 10 tới đây lấy từ 200 tới 500 phần cơm cho cả phường. Vậy hả? Ngày nào cũng đi làm đó. Ngày nào cũng đi làm, một tháng rưỡi luôn. Còn đắt xô hơn bình thường. Tụi em bài đã đây hả, làm cũng kiếp luôn. Bào gọt. Như quê ta gửi ao củ lên á. Ngày mai làm ngàn phần cơm phải không, là tối tại đi nè. Mấy bạn ao củ, củ sắn đầu làm để sáng ngày mai chế biến. Mà nên nó làm người gọt, người cắt, người nhịp vàng nha. Rồi Mỹ điều phối hay lắm, tức là ai vô công việc nói ai làm gì làm đâu đó. Nghề của Mỹ mà. Có nhịp vàng lắm chị, không lộn xộn, không xanh lặn. Vui lắm. Nhịp có quy trình mà hết mà không bị lây Covid nữa. Quy trình không lây Covid, mà kêu qua dịch bị Covid ngộ. Mà hay ghê á, trong khoảng thời gian đi làm, anh Mỹ là chinh chiến luôn á, mà không dính. Đến giờ người ta ốm hết là đi làm lại hết rồi, bắt đầu dính ở nhà nghỉ 3 ngày. Đúng rồi, mấy hai tháng dịch là ngoài ngày là mà có mình mà Mỹ trong nhóm này đi vô. Không bị gì luôn. Không bị gì luôn. Vừa mới mở giãn cách, kiểu như là cái thời điểm mà giãn cách nặng á, là cách ly là phong tỏa luôn á. Là anh Mỹ là đi xuyên suốt vừa mới mở ra, là ảnh phóng trong cái khu nhà trọ mà khu mà cổ chuột rồi đó. Là tội lắm, chưa nhà ở người ta ở xa xác nhau vậy nè. Không có đồ ăn đồ đâu. Mà lúc đó là đang dính đó nha, đang dịch rất là nặng đó nha. Ủa nhưng mà Mỹ hồi đó Mỹ đi vậy là người có cái giấy Mỹ đi được, rồi lúc đó vừa vua luôn. Tối ra ngoài đường không có một người luôn mà. Nhưng mà cái đợt mà Mỹ dính dịch Covid đó là bị nặng hơn hay bị nhẹ? Không, đúng là Covid đã về chích mũi thứ 3. Sau dịch mấy tháng rồi, đi tỉnh, đi từ thiện ở tỉnh mà... Về dính. Đi tỉnh về dính. Dưới Bến Tre vậy. Mà không uống thuốc có 3-4 ngày hết rồi. Không mà anh Mỹ bị Omicron. Chủng sao? Omicron. Có ra nhà thuốc mua thuốc cảm với không uống 3 bữa hết. Cũng có lây cho đồ ăn không? Không có nặng không? Nó lây cho nhóc này nè. Hai người dính được, tức là anh Mỹ dính xong là không sao tới em. Trời, cái đợt mà dịch Covid đó, bên đó chị đi cho đồ vô gia cư của mấy cái người mà làm bệnh viện đó, họ nhắn tin cho chị quá trời, họ lao, nó trời chị ơi em không được đi như vậy, xem liều quá vậy em biết. Mà mấy người đó là cái virus của họ, cái khuẩn của họ rất là xấu, mà vô người mình là mình sẽ bệnh. Em không được đi, em có con nhỏ em không được đi mà vẫn đi luôn. Chị cũng đi bon bên đó đó. Mà em không dính là không dính luôn. Cái này cái phước chị ơi. Ừ. Không dính luôn á, trời đúng đó. Rồi khi nói mà nổi da gà. Trời ơi, nghe đi ra mà vô chú cư đứng xung quanh nghe luôn á. Mặt không, mà tao phải trong cái có mấy người mà nghe rủ đi theo đi cửa trốn chưa. Họ sợ. Nói chung là tại vì họ quá sợ cái con vai đó, nó không có gì trơn á. Mà đâu có mẹ sợ nha. Mà trong mùa dịch mới biết là ở Sài Gòn mình nó quá trời. Ờ sao lúc ai sợ mặt tôi bơ tôi bơ tôi biết không sợ xuống thì tôi mới đi được. Chứ nếu như mà tôi sợ là tôi đâu đi được. Chị cũng liều á ha, có con nhỏ yeah. Ví dụ như mình độc thân thì mình không sợ. Chị là kiểu cũng hy sinh luôn á. Đúng là hy sinh luôn. Nhưng mà được á, trong cái mùa dịch á chị đi á, chị đi là lúc nào trên xe chị cũng có chai nước muối. Chị vừa gặp người ta thì xúc miệng nước muối, chị bò liền, chị nhổ liền. Chị về nhà chị cũng nước muối, về nhà liền cô đồ ra liền, xịt khuẩn liền, đi tắm xịt khuẩn liền.
nói chung là mình đều hoàn hảo lắm. Không mà cái tháng nào cũng 2-3 chai chứ. Cái con mà rớt nó có vô cái miệng chị là nó tới đây là chết mẹ rồi. Tao uống mấy nước muối là chết ngắt, nó mặn quá. Tại vì anh nghĩ giờ nó còn uống gì nó xịt mũi nữa, xịt nước mũi xịt mắt đó, cầm hết. Cũng bị không mà chị ơi, thật sự ra là dính à. Nhưng mà chẳng qua gì, tại vì cái này bị cái thuốc đó. Thì tôi không không đâu đó. Nghĩ vô bệnh viện luôn mà, bệnh viện cho mấy cái ca vô đọc luôn á. Đi không? À, đi cho nó luôn. Nói luôn như bệnh viện cái chỗ bệnh nè, bệnh viện bầu nè, sẽ vô sau bệnh viện. Có nhiều cái ca mà anh Mỹ phải chạy vòng vòng kiếm chỗ. Ổ dịch luôn. Anh dọn dịch luôn á. Nhỏ mẹ của anh 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 được luôn hả? Được lấy về. Đó nên tạo những cũng vậy luôn ha. Đó rồi. Mà anh bị chinh chiến cái thời gian nó cũng khiếp ha. Không sao nha. Vẫn ra luôn. Là cả nhà có điểm chung ha. Em cũng vậy á. Ba tháng một lần là em đi nấu bếp lên xem lại. Ngày nấu năm sáu ngày ăn á, còn mọi đi khác. Đó. Cũng về luôn, cũng về không không dịch luôn, không bệnh luôn, không gì hết luôn. Mà về cái là bệnh. Người ta xong hết rồi. Ờ, xong hết rồi đó. Nó tâm hết cho mình. Có về chắc rồi đó là bị bệnh. Là bây giờ vẫn chưa bị luôn. Là người ta đã đi làm. Trộn chía. Trộn chía. Trộn chía. Trời hương. Nhiều khi chị có chắc là con ba đó nó nhìn mặt nó sợ. Nhiều khi chị có khán thể. Tôi nghĩ là ai đi cũng nên giữ chị lại. Cái thể tạng nè chị đó nha. Là cái sức đề kháng rất là cao. Con gái chị đó em tưởng tượng không? Nó vô lớp nó học. Hai đứa bạn bên cạnh nó bị Covid hết. Nó ngồi giữa nó không bị em, mà xung quanh mấy đứa ngồi xa dính hết. Có khỏe. Thì chị mới nói là cái sức đề kháng của chị với con chị nó giống nhau, có khỏe. Con chị thì cái chuẩn biết nó cũng mệnh thôi. Nó có một hai lần nặng một chút xíu mà là một lần hồi nhỏ là nặng nhất là bị viêm phổi. Là có mấy lần rồi răng thay nhau rồi đó. Cái món tráng miệng bên Mỹ Hương Trai là của Singapore, mọi người ăn sẽ cảm nhận rất là khác. Ngon quá hả? Lạ. Kiếm ra không ra nha. Ngon quá luôn á nha. Kiếm không ra đó. Cái xanh xanh là cái gì ạ? À, lá dứa. Dứa là trà xanh vậy. Thơm lắm luôn á. Hủ lá dứa. Rất là ngon đúng không? Có một không hề nha, kiếm ra có nhiều có loại nhái theo giọng đẹp lắm, ngon bằng á. Không ngon. Mấy đứa nhỏ thích ăn này lắm. Mệt dễ ăn, người lớn tuổi cũng ăn. Người khác đây mà còn ở đây là nó sẽ có này. Người khác thì mấy à? Ngon lắm, ăn có mặt, không có sợ mặt. Hôm nay là cái nhà đến đây để mà đi cùng với nhóm của cái Mỹ đi phát cơm từ thiện. Nhưng mà cũng rất là vui khi mà trước giờ đi phát cơm thì tụi em được thưởng thức những món ăn ngon của Mỹ Hương Trai, đồ chay rất ngon. Giờ có thêm cái đậu hũ Singapore này, trời xuất sắc luôn. Bây giờ là chúng ta phải check out ở đây để mà chúng ta đến giờ đi làm ăn hoài kỳ lắm. Ta làm cái con lưng kìa mà mình ngồi ăn hoài à. Bình thường là cũng nhào vô làm, bởi vì này ăn không có thời gian đủ ăn. Không phải cái đi làm là tại nhà hàng trai cho nên là không có ăn thì cứ ăn. Vì mình thưởng thức, tại vì quán bạn mình mà mình thưởng thức, mình review, mình ủng hộ quán của bạn mình. Không ăn ngon thật sự, mọi người có gì có duyên thì ghé ăn cho biết. Số mấy để đọc địa chỉ? 96 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10. Cánh chùa Giác Ngộ một căn đó, mọi người đi chùa Giác Ngộ qua đây ăn xong qua lễ Phật luôn. Đúng rồi. Rồi chúng nghe cảm ơn cả nhà đã xem cái video này nha. Rồi chúng nghe xin phép bye bye nha.